Dạ con xin chào cô bác. Con lên tiếp cô bác là một con giăng ma ớt 6 gram quá. Trồng này thì dòng một ớt. Cốt thì cốt thẳng quá. Róc đồ thấy cũng còn sáng đẹp nè. Cô bác coi tham khảo máy ha. Đồ đạc thì hoàn toàn đầy đủ quá. Đầy đủ nguyên bản. Về là thiếu mỗi vòng ga nè. Là tụi con mới có gáp vô quá. Còn phòng bộ e, bu lửa, đồ thì nguyên zin hết luôn. Dè của nó còn luôn quá. Còn rất là cứng cáp. Đó, thùng nước nè. Này thì chảy nước quá. Tem đồ thấy còn mới nè. Mà hơi bị chóc quá. Trên nè. Thùng nước này thì bên con cũng bao quá. Bao không định gòn. Cái bị rỗng quá. Hiện tại thì nó không có chảy xước chỗ nào hết. Hoàn toàn nguyên zin quá. Áp ráp trong quá coi nè. Máy hoàn toàn chưa bung mở luôn. Đó. Nó ráp thấy còn vài chỗ như còn nước sơn zin quá. Nhưng mà hơi bị ố rồi. Nè, như mấy màu này quá. Như màu nước sơn nắp ráp zin đó. Còn mấy màu này quá. Còn nguyên bản nước sơn zin nó luôn. Nhưng mà ở trên thấy hơi bị ố hay bị dơ vậy các bạn. Nó hơi đóng đen nè. Còn coi dầu bét rồi thấy còn sáng quá. Đây có coi nè, ốc nè. Tròn. Dầu nguyên viên quá. Em coi ốc bên đây. Đây cô bác xem xét máy tham khảo ha. Đây như con thấy ốc này ở đây có dấu chày quá. Còn mấy ốc cái cạnh chỗ khác con thấy dấu chày quá. Này có coi ốc. Này con cũng không có biết có đụng gì không quá. Những này bên con bao zin nè. Đồ đạc bên trong nguyên zin hết. Không có đụng chạm hay giờ thay thế đồ gì hết quá. Máy là hoàn toàn nguyên zin 100%. Ốc bên đây còn không thấy dấu chày hết quá. Mình này thấy có dấu xước đây nè. Những cái cạnh khác thì hoàn toàn không thấy dấu chày. Rất bê quá coi. Đó, ốc quá. Chẹp heo rồi thì đầy đủ hết luôn. Phần bơm dầu phụ rồi còn quá. Ốc đồ thì nguyên bản. Máy là hoàn toàn tụi con ơi. Bên con hoàn toàn chưa có đụng hết quá. Tem rồi còn mà bị sai quá. Máy này như con nhớ dòng tua nó là như 2002 quá. 2002. Này văn ma 1 ớt 65 dòng 1 ớt quá. Cô bác xem xét máy tham khảo ha. Cô bác lưu ý về dòng này á cô bác. Là cái tay phải dầu á bẻ ngang gì đó đang mở quá. Còn khi mà nó bẻ lên trên này nè đã đang phá ha. Như vậy là phá quá. Còn bẻ qua đây là mở nè. Các bác lưu ý điểm này quá. Đi dầu rồi cũng thấy cũng nguyên kinh nè. Bộ được dầu rồi nguyên bản hết luôn. Ốc thì cũng thấy chưa bung mở cả gáp gì bên trong hết các bác. Đồ thì con thấy còn khá đầy đủ nè. Này như bóng đèn bị mất rồi coi. Ốc ấp hồng của bác coi nè. Chân viên còn trong này nữa. Chưa có dấu chày bung mở quá. Máy này thì nó có kèm theo bu đi viên theo máy luôn. Nó có hai gảnh quá. Thì của bác coi nè. Hai gảnh. Ốc đồ cũng nguyên bản hết luôn. Cái này dùng với như là phát điện gì quá. Chứ như mình gạt cái cây quá. Gạt cái này qua đây nè. Để phát điện cho cháy phần bóng đèn. Và bóng đèn thì không thấy bị mất quá. Này thấy còn quay bình thường quá. Róc cầm trong quá coi nè. Con thấy nó còn màu màu róc còn sáng quá. Có chỗ hơi dơ. Ốc đồ hoàn toàn không dấu chày. Cái coi vẫn hết mà thấy xíu quá. Ta bị ngã màu nè. Chứ chưa xét quá. Con gà thì con thấy còn rất là láng. Ốc này quá coi. Đó. Hoàn toàn chưa có đụng chạm hết quá. Lò xo còn hồi bình thường luôn. Để không mà mất quá nhiều thời gian của bác thì con nhờ tài xếp máy lên của bác tham khảo ha. Dòng này thì sử dụng là bét chung quá. Này theo con chắc có từng vệ sinh nước bê gì quá. Cái đây có dấu chày nè. Nhưng mà bên con đảm bảo là đồ đạc bên trong rồi không có đụng chạm hay bung mở cái gáp hết quá.
bơm bơm cũng bơm nó còn gắt nữa. Đây nghe tiếng nhỏ đây. Hoàn toàn chưa ra khói quá. Đang cây gì quá. Máy chạy rất là đầm. Cái máy nghe cũng rất là đều quá. Này cô bác nghe cái máy giá thoải mái quá. Bơm kìa quá. Nghe rõ to luôn. Tiếng coi trong bình dầu của đèn quá. Cái nắp trên này nhìn sáng nè. Được coi đầy đủ hết quá. Ở dưới thấy còn đẹp quá. Nhưng có vài chỗ bị dính nước gì quá. Thấy hơi xét nè. Bình dầu này chắc không chấm cho 7,5 đúng rồi. Ngoại hình sân viên còn rất là đều. Ở dưới thì thấy cũng đẹp quá. Hình cầu dưới đáy cũng đẹp. Nhưng có vài chỗ kiểu như bị dính dầu cặn hay gì vậy lại quá. Hay nước vậy đó. Hơi bị xét quá. Cô bác nghe cũng bơm. Máy rất là nhạy. Máy Yang Ma 1S600 này á, hiện tại tụi con bán giá là 4,5 triệu cô bác. Cài tụi con bán giá 4,5 triệu bao ship ha. Yang Ma 1S600 con bán giá 4,5 triệu bao ship quá. Con này vừa con 1S600 cuối cùng trong tiệm con của anh. Tụi con bán giá 4,5 triệu bao ship. Quán nào mà tham khảo được cái này thì xin gọi liên hệ số điện thoại cho mình quá. Con xin cảm ơn cô bác đã tham khảo hết clip. Con xin hẹn cô bác ở các clip tiếp theo ha.